robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại trong Anime Champion. Với giờ hơi bận cho nên ngày hôm nay mới có video review cho các bạn. Cập nhật thứ 3 của tựa game này. Hiện tại game vẫn giữ đúng tiến độ của nó là mỗi tuần cập nhật một lần. Thì nếu bạn đã biết được nội dung rồi thì có thể xem cho vui. Cập nhật thứ 3 này không nói về những chức năng mới mà chủ yếu về cân bằng game. Bạn thấy trong phần update log này rất là dài luôn, nhưng đa số là về cái balance, tức là cân bằng. Cái nào nó bá quá thì giảm nó xuống, còn cái nào nó hơi cùi, không hợp lý thì developer bóp lên. Nếu bạn chưa biết, tựa game này được phát triển bởi developer là DiveRap. Cũng như bên cạnh đó, chúng ta sẽ có thêm một YouTuber. Nên có thể nói là cái sự thay đổi tựa game này rất là tích cực, mặc dù đôi khi thay đổi như chóng chóng vậy. Hôm trước còn như vậy, hôm sau lại khác. Nhưng tóm lại mục tiêu của game là làm cho con game này nó cân bằng. Hiện tại mình đang có mặt bên khu vực Spirit Town. Đây là map cũ. Chúng ta đi tới chỗ này, đi vào cái tháp. Đây là nơi các bạn có một con boss. Và mỗi khi có cập nhật mới, chúng ta bỏ một số tiền để truy cập qua thế giới tiếp theo. Nếu mình nhớ không nhầm là khoảng mười mấy tỷ á. Và nếu bạn là một tín đồ của anime và manga, thế giới kỳ này là về Hunter x Hunter. Đây là Gon, nhân vật chính cho cái manga này. Về nhiệm vụ của game mình đã làm xong hết trơn rồi, cũng không khó lắm đâu mọi người. Trong map sẽ có rải rác những NPC để chúng ta nhận nhiệm vụ nha. Auto leak, auto attack ở đây cũng có nè. Treasure Hunter, thì NPC Treasure Hunter này nó cho chúng ta một cái nhiệm vụ gọi là side quest, yêu cầu chúng ta hình như là tìm 4 cái rương. Nhưng bạn lưu ý, để làm được nhiệm vụ này chúng ta phải chinh phục được map, làm hết nhiệm vụ của con Undercover Hunter nè, khám phá tất cả mọi vị trí trong map thì mới tìm được đúng 4 cái rương nha. Rồi chỉ bạn luôn, cái rương đầu tiên từ cái nơi spawn đi về bên góc trái sẽ có một cây rất là to khổng lồ, đúng không? Tạm thời mình tắm mấy con champion đi nha. Cái cây siêu to khổng lồ và trên đỉnh cây này chính là cái rương, một trong 4 vị trí trên này. Nếu mà các bạn đã có cái jetpack này, mình bay cho nó nhanh. Đây, trang bị equip. Cái này hơi khó điều khiển xíu. Vị trí đầu tiên trên cái cây cổ thụ này. Vị trí thứ hai sẽ nằm bên góc phải, trong chỗ con suối nè mọi người. Đi vào trong ha. Bên trái có một con NPC là Neko. Chỗ này là vị trí cái rương thứ hai. Cũng như bên trong này nó cho chúng ta một cục đá đó mọi người. À không phải, mining rig. Chúng ta sẽ có một nhiều NPC bắt chúng ta đi tiêu diệt cái mining rig này. Vị trí thứ ba nằm ở tổ kiến. Thì tổ kiến này các bạn sẽ đi về cuối map. Một cái tổ kiến khá là to. Thì ra này mình thấy nó giống tổ mối hơn, nhưng mà tên map là Land of End mà, vùng đất kiến, cho nên mình gọi là tổ kiến đi. Mình park cô lên đây. Chỗ này là vị trí cái rương thứ ba nè, 3/4. Thì làm như vậy NPC tới một nhiệm vụ yêu cầu các bạn khám phá cánh cổng này, thì nó sẽ có chúng ta một cái đường đi màu đỏ thì vậy. À bên này, ở đây có thêm một NPC nè mọi người. Cái nơi này gọi là Pocket Dimension, phải khám phá chỗ này nha. Tại vì đây chính là nơi để chúng ta qua cái map tiếp theo trong tuần sau cập nhật. Một căn phòng màu trắng, spawn, quay trở về nơi bắt đầu, Palette và Anhill. Anh Hill là quay trở lại cái tổ kiến á. Rồi Palette nè, có quái, rồi có boss. Cánh cổng mới nè, ở đây cũng sẽ có một cái trứng để chúng ta vừa treo trứng vừa phạt boss. Equip pad. Rồi thì cái rương thứ tư nằm đâu mọi người? Nằm bên góc trái của bản đồ. Đây là một bức tường, nhưng đi vào trong được. Đó, có một bức tranh, kệ nó không quan tâm. Nhưng đây là vị thứ tư của cái rương 4/4. Phần thưởng mình không nhớ là cho cái gì, hình như là cho bút hay là kim cương gì thôi. Đó là những thứ liên quan tới map mới nhất. Quay về Champion City ha. Đây là mythical map mới, Speed Hunter hay là Killua. Ngoài ra thì mỗi map đều như vậy, các bạn treo trứng. Nếu bạn thật sự may mắn thì nó sẽ ra chúng ta mỗi cục Cosmic. Map mới nhất này chúng ta sẽ có Cosmic tên là Huntman Summon. Cái bữa giờ mới được có một cục thôi. Hãy cùng đi vô Summon. Trong đó sẽ có tỷ lệ xuất hiện được con Cosmic của map mới. Không hiểu phần trăm ta. Nhưng mà đây là Gon nha mọi người. Nhân vật trong cái hình nè. Chơi, Activate, xoay chuyển càn khôn, triệu hồi Champion, xạo băng rơi xuống, xoay 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 xoay, và rồi xong luôn. Takeshi, no. Ở đây thì mình có một con Takeshi một sao rồi. Mình sẽ ráng kiếm thêm một con Takeshi nữa để hóa lên 2 sao. Nó sẽ rất là mạnh luôn. Với cập nhật 3 này, level cap tăng 110 ha. Hôm nay mình ra video trễ, do nên cái team mạnh nhất của mình tất cả cũng đã 110 rồi. Mình trang bị được 7 con, maximum cap 110. Và con Takeshi còn mạnh nhất. Đây sẽ về đam nè, 36 triệu đam. Cũng như ở đây mình đang có số tiền kim cương là 29.500. Với cập nhật 3 này mình sẽ có game pass tên là Multi Quick, cho chúng ta một lần quay được 3 cái quick. Tiện lợi ha, nhanh chóng ha. Mua luôn nha, 27.499 kim cương. Ok, confirm. Và trong cái phần quyết này nó sẽ có một thay đổi cực kỳ hay ho. Mình sẽ chọn một con Killua đi. Đây nè mọi người, auto reroll keep original quyết if you don't get what you want. Chúng ta thường có một cái e ngại khi mà quay cái quyết này, đó chính là không ra được cái quyết mong muốn. Nó sẽ ra chúng ta một cái quyết cùi khi mà hết những cái medal, đúng không ạ? Thì bây giờ bạn lưu ý, nếu chúng ta reroll theo cách thông thường như vậy, reroll, thì mỗi lần reroll cái quyết sẽ thay đổi. Đương nhiên rồi, đây read 2 nè, tiếp tục reroll cho dù nó xịn cho dù nó cùi thì nó vẫn sẽ thay đổi khi chúng ta reroll theo cách thông thường, thủ công. Nhưng nếu bạn sử dụng auto reroll mà nó không quay ra được những cái bàn chọn, mình có thêm một cái mới nha mọi người. Quyết tên là Celestial, phần trăm bao nhiêu ta? 0.03% của Black Hole và Celestial, ok. Bây giờ mình chọn những cái này là những cái auto reroll.
Wow, nhìn đẹp nha. Tiện lợi, nhanh chóng. Và bạn ý kỹ đằng sau, cái strong 1 chúng ta không thay đổi trong những lần quick của mình. Nó không trùng với auto reroll. Nó sẽ giúp chúng ta không lo sợ cái việc khi mà ra được cái quick cùi. Tại nó cứ quay liên tục như vậy thôi. Nếu ra một trong những cái auto reroll thì sẽ thay đổi. Còn không vẫn giữ nguyên cái ban đầu. Đây chính là điểm cộng cập nhật này. Trời ơi, 3 cái accurate luôn. Dạ man, xui vậy. Mỗi ngày nhận daily quest nha mọi người. Daily quest mỗi ngày cho bạn 1000 kim cương cũng như là một cái chìa khóa. Chìa khóa bây giờ rất quan trọng. Red check key. Cái rương tím cũng có nhiều thay đổi á. Trong cái patch mới nhất là 3.0.1 nè. Đại khái là nó sẽ cho bạn cái số phần thưởng là gấp 5 lần, 5x amount. Còn về code hiện tại chúng ta sẽ có 5 code, nhiều dữ vậy. Update 3, update shutdown, thang 50 mil, free key và một cái gì đó có bị bát thôi. Được một cái lucky boot, vô cái shop, con chim, lucky bát, ok, redeem. Nhiệm vụ bây giờ mình cần là ascend champion. Ascend đúng không? Dễ mà. Vô đây, chọn một con champion, nâng cấp nó lên. Đấy, vậy là xong. Complete, ok. Với map mới nhất tuần này, chưa có red nha. Chưa có red của map mới nhất. Trong tuần sau mới có. Như từ đầu video mình nói, chủ yếu cập nhật kỳ này là cân bằng. Có map mới, có game pass mới. Chi tiết hơn thì bạn vào game bằng coi ha. Giant Black Hole Sniper được bóp lên nè. Cũng như những cái skin, cái trang bị cho nhân vật á, Demonic Perfection cũng được bóp lên luôn. Thì đó là điểm tin về cập nhật thứ 3 của từ game Anime Champion. Và nếu bạn đang có nhu cầu cày thuê, cũng như là mua dùm game pass, có thể truy cập robotviet.vn. Còn nếu bạn là người mới đầu chơi Roblox và chơi luôn từ game Anime Champion này, bên web có bán luôn những account mới hoàn toàn, giá 50k. Những account này sẽ random một số thứ, nhưng chắc chắn 100% đều sẽ có 70.000 kim cương để hỗ trợ chúng ta chơi free to play, dùng kim cương mua game pass. Hẹn gặp lại mọi người những nội dung tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.